Xin chào quý vị và các bạn. Tiền nóng TV xin được cập nhật về tình hình giá vàng thế giới cũng như trong nước mới nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa các bạn, cập nhật vào lúc 8 giờ 44 phút thì giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao ngay ở mức là 2032,60 USD. So với chốt phiên giao dịch cuối tuần thì đã giảm đi là 2,2 USD. Vì cái phiên giao dịch cuối tuần thì giá vàng thế giới kết thúc ở mức là 2034,8 USD trên ounce. Và sáng ngày hôm nay thì giá vàng thế giới cũng giao dịch chỉ ở quanh cái mức này thôi nha các bạn. Quanh mức là 2032,6 đến 2032,7 USD trên một ounce. Và nó đã ảnh hưởng đến giá vàng trong nước như thế nào? Đây thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm nay thì giá vàng trong nước tại công ty SJC chi nhánh Hồ Chí Minh, giá vàng SJC đã giảm đi 840.000 đồng một lượng ở chiều mua vào. Và ở chiều bán ra cũng giảm đi là 680.000 đồng một lượng. Đây thưa các bạn, ở các tỉnh thành phố cũng vậy, cũng đã giảm đi 840.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm đi 680.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Về các loại vàng như vàng 4 số 9, vàng nữ trang 4 số 9, rồi vàng nữ trang SJC thì cũng đã giảm mạnh. Ngay bây giờ xin gửi đến các bạn những thông tin về giá vàng trong nước cụ thể trong buổi sáng ngày hôm nay. Giá vàng SJC tại Hồ Chí Minh mua vào là 57,66 triệu đồng một lượng, bán ra là 59,62 triệu đồng một lượng, giảm 840.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm đi 680.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Hồ Chí Minh là 1.960.000 đồng một lượng. Còn tại Hà Nội, giá vàng SJC niêm yết là 57,66 triệu đồng, bán ra là 59,64 triệu đồng một lượng, giảm 840.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm đi 680.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán là 1.980.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm thì tại tập đoàn Doji Hồ Chí Minh, giá vàng được mua vào ở mức là 58 triệu đồng một lượng, bán ra là 59,50 triệu đồng một lượng. Chưa có sự điều chỉnh ở chiều mua và chiều bán so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua. Tại Doji Hà Nội, giá vàng được mua vào là 58,16 triệu đồng, bán ra là 59,64 triệu đồng một lượng, tăng 160.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 140.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán là 1.480.000 đồng một lượng. Còn tại hệ thống PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội, giá vàng mua vào là 58 triệu đồng một lượng, bán ra là 59,5 triệu đồng một lượng, giảm 200.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm đi 700.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua. Chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán là 1.500.000 đồng một lượng. Tại Phú Quý SJC, giá vàng mua vào là 58 triệu đồng một lượng, bán ra là 59,7 triệu đồng một lượng, tăng 200.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán là 1.700.000 đồng một lượng. Tại tổ chức My Hồng, giá vàng mua vào là 57,7 triệu đồng một lượng, bán ra là 59,5 triệu đồng một lượng, giữ nguyên ở chiều mua vào nhưng tăng 200.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Tại doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu, giá vàng được mua vào là 57,9 triệu đồng một lượng, bán ra là 59,60 triệu đồng một lượng, chưa có sự điều chỉnh ở chiều mua vào và chiều bán ra. Về giá vàng SJC tại một số ngân hàng, sáng nay tại ngân hàng Exibank, niêm yết giá vàng mua vào là 58 triệu đồng, bán ra là 59,3 triệu đồng một lượng, giảm 2.600.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm đi 2.300.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước. Tại ngân hàng ACB, giá vàng được mua vào là 58 triệu đồng một lượng, bán ra là 59,50 triệu đồng một lượng, giảm 500.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Tại ngân hàng Sacombank, mua vào ở mức là 59,7 triệu đồng một lượng, bán ra là 62,15 triệu đồng một lượng, chưa có sự điều chỉnh ở chiều mua và chiều bán. Ngân hàng SCB mua vào là 58,8 triệu đồng một lượng, bán ra là 60,5 triệu đồng một lượng. Ngân hàng Maritimebank mua vào là 59,6 triệu đồng, bán ra là 61,9 triệu đồng một lượng, cũng chưa có sự điều chỉnh ở chiều mua và chiều bán. Ngân hàng TPBank Gold mua vào là 58,15 triệu đồng, bán ra là 59,65 triệu đồng một lượng, cùng tăng 150.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra. Về giá vàng SJC tại các chi nhánh khác,
thì tại các tỉnh thành phố, giá vàng đã đồng loạt giảm đi 840.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và cũng giảm đi 680.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Tại Đà Nẵng, giá vàng được mua vào là 57,66 triệu đồng, bán ra là 59,64 triệu đồng một lượng. Chênh lệch chiều mua và chiều bán là 1.980.000 đồng một lượng. Tại Nha Trang, mua vào là 57,65 triệu đồng, bán ra là 59,64 triệu đồng một lượng. Tại Cà Mau, mua vào là 57,66 triệu đồng, bán ra là 59,64 triệu đồng một lượng. Tại Bình Phước, mua vào là 57,64 triệu đồng, bán ra là 59,64 triệu đồng một lượng. Tại Huế, mua vào là 57,63 triệu đồng, bán ra là 59,65 triệu đồng một lượng. Tại Biên Hòa, miền Tây và Quảng Ngãi đều mua vào ở mức là 57,66 triệu đồng, bán ra là 59,62 triệu đồng một lượng. Tại Quy Nhơn, mua vào là 57,64 triệu đồng, bán ra là 59,64 triệu đồng một lượng. Tại Long Xuyên, mua vào là 57,68 triệu đồng, bán ra là 59,67 triệu đồng một lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong buổi sáng ngày hôm nay đã tụt xuống mất mốc là 60 triệu đồng một lượng và chênh lệch ở chiều mua và chiều bán là 1.980.000 đồng một lượng cho tới 2 triệu đồng một lượng. Về giá vàng 4 số 9 và vàng nữ trang SJC, nhẫn 4 số 9 một chỉ tới 5 chỉ, mua vào là 55 triệu đồng một lượng, bán ra là 56,3 triệu đồng một lượng, cùng giảm đi 200.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng nữ trang 4 số 9 mua vào là 54,6 triệu đồng, bán ra là 55,9 triệu đồng một lượng, giảm 200.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng nữ trang 24K mua vào là 53,647 triệu đồng, bán ra là 55,347 triệu đồng một lượng, giảm 198.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng nữ trang 18K mua vào là 40,079 triệu đồng, bán ra là 42,079 triệu đồng một lượng, cùng giảm 150.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng nữ trang 14K mua vào là 30,743 triệu đồng, bán ra là 32,743 triệu đồng một lượng, cùng giảm đi 117.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng nữ trang 10K mua vào là 21,463 triệu đồng, bán ra là 23,463 triệu đồng một lượng, cùng giảm đi 83.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp theo xin điểm đến các bạn những thông tin về tỷ giá ngoại tệ được niêm yết tại ngân hàng Vietcombank trong buổi sáng ngày hôm nay. Đồng đô la Mỹ sáng nay mua vào là 23.060 đồng, bán ra là 23.270 đồng. Đô la Úc mua vào là 16.193 đồng, bán ra là 16.870 đồng, giảm 156 đồng ở chiều mua vào và giảm 162 đồng ở chiều bán ra. Đồng đô Canada mua vào là 16.904 đồng, bán ra là 17.610 đồng, giảm 71 đồng ở chiều mua vào và giảm 74 đồng ở chiều bán ra. Đồng Yên Nhật mua vào là 212 đồng, bán ra là 222 đồng, giảm đi 1 đồng ở chiều bán ra và giữ nguyên chiều mua vào. Đồng Euro mua vào là 26.643 đồng, bán ra là 28.002 đồng, giảm 190 đồng ở chiều mua vào và giảm đi 199 đồng ở chiều bán ra. Đồng Franc Thụy Sĩ mua vào là 24.769 đồng, bán ra là 25.804 đồng, giảm 65 đồng ở chiều mua vào và giảm 68 đồng ở chiều bán ra. Đồng bảng Anh mua vào là 29.522 đồng, bán ra là 30.555 đồng, bán ra là 30.755 đồng, giảm 167 đồng ở chiều mua vào và giảm đi 174 đồng ở chiều bán ra. Đồng nhân dân tệ mua vào là 3.260 đồng, bán ra là 3.396 đồng, cùng giảm đi 7 đồng ở chiều mua vào và chiều bán ra. Đồng đô Singapore mua vào là 16.471 đồng, bán ra là 17.158 đồng, giảm 39 đồng ở chiều mua vào và giảm 40 đồng ở chiều bán ra. Các bạn vừa nghe những thông tin về giá vàng và tỷ giá ngoại tệ trong buổi sáng ngày hôm nay được cập nhật vào lúc 8:45. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp các bạn trong bản tin tiếp theo.